Ha? À, xin chào tất cả các anh chị, hôm nay chúng ta đã đi cùng nhau đi đến ngày thứ 20 rồi trong chuỗi series lòng biết ơn và những điều kỳ diệu và chủ đề của ngày hôm nay đó chính là phép màu của trái tim. Nghe đến trái tim thôi thì chúng ta cũng thấy tình yêu thương nó dạt rào rồi đúng không anh chị? À, qua tháng thì chúng ta cũng sẽ có một cái kem, cái kem cũng mang một cái thông điệp, một cái âm hưởng của trái tim. Tuy nhiên nó không phải là phép màu nữa mà nó sẽ là đánh thức sức mạnh. Các anh chị biết đấy, để sống được thì chắc chắn một điều chúng ta cần phải có trái tim đúng không anh chị? Khi mà tim của anh chị ngừng đập thì điều đó là cuộc sống của anh chị chấm dứt. Vì vậy cho nên một ngày nào đó mà chúng ta biết cách tận hưởng cái cảm xúc chân thành của trái tim của mình. À, luôn xa trái tim cũng là một cái luôn xa để kích hoạt lên mọi cái tình yêu thương trong trong chính cái cái sâu thẳm bên trong con người của mình đánh thức nó thì chúng ta sẽ có được cái sự hạnh phúc đủ đầy các anh chị ạ vậy thì ngày hôm nay thông điệp của chúng ta đó chính là gì ạ nếu bạn tập trung vào trái tim khi bạn cảm thấy biết ơn nhịp đập của trái tim sẽ ngay lập tức trở lên đều đẹp và hòa hợp hơn giúp cải thiện đáng kể hệ miễn dịch và sức khỏe của bạn đây là xét theo y khoa các anh chị xét theo y khoa thì sẽ giúp cho cái hệ miễn dịch cũng như là sức khỏe của tất cả các anh chị tốt hơn còn xét theo hệ tâm linh Thì khi anh chị đánh thức được trái tim của tất cả các anh chị Anh chị biết ơn trái tim của các anh chị Thì ngay lập tức cái tế cái, cái cái lão bộ của anh chị Hệ thần kinh của anh chị Nó sẽ nhận được một cái thông điệp rằng là Cuộc đời thật là đáng sống Cuộc đời thật là đáng sống Cuộc đời thật là vi diệu đó, thì những điều này chúng ta phải tự cảm nhận Không biết là cái cảm nhận của anh chị như thế nào Nhưng mà cảm nhận của Hường thì nó rất là vi diệu Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau bước vào những trang sách buổi sáng ngày hôm nay các anh chị ha Ma thuật trái tim Sự biết ơn là ký ức của trái tim Bạn có thể chi ra Bạn chỉ có thể chỉ ra ngay lúc này Là với bất cứ bài tập biết ơn ma thuật nào Thì mục tiêu luôn luôn là cảm thấy biết ơn càng nhiều càng tốt Điều này là do khi bạn gia tăng cảm xúc biết ơn ở bên trong Những thứ bạn biết ơn ở thế giới bên ngoài cũng tăng lên Suốt cuộc sau khi thực hành biết ơn một bài một thời gian dài, bạn sẽ tự động cảm thấy điều đó sâu trong trái tim mình. Tuy nhiên, bài tập ma thuật hôm nay sẽ làm đổ sập thời gian thông thường cần để đưa bạn đến mức độ đó. Bài tập ma thuật trái tim được thiết kế để tăng cường một cách mạnh mẽ chiều sâu của sự biết ơn trong bạn bằng cách tập trung tâm trí của bạn vào vị trí trái tim bạn khi bạn nói và cảm nhận từ ma thuật cảm ơn. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng bằng cách tập trung vào trái tim, bạn khi bạn cảm nhận biết ơn, âm điệu của trái tim bạn ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng và hài hòa hơn, dẫn đến kết quả và sự cải thiện to lớn trong hệ miễn dịch và sức khỏe. Điều đó cho bạn ý tưởng về sức mạnh của ma thuật trái tim. Cần một ít luyện tập cho lần đầu tiên bạn thử liệu này, nhưng nó xứng đáng để nỗ lực. Sau vài lần, bạn sẽ làm được và mỗi lần bạn luyện tập nó thì cảm xúc biết ơn bên của bạn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Để luyện tập ma thuật trái tim Hãy tập trung tâm trí và sự chú ý vào vùng xung quanh trái tim. Không quan trọng là bạn tập trung vào phía bên trong hay bên ngoài của cơ thể. Hãy nhắm mắt lại bởi vì làm vậy sẽ dễ dàng hơn. Và trong khi bạn tập trung tâm trí vào trái tim, hãy thầm nói từ ma thuật cảm ơn. Khi bạn đã làm vài lần, bạn sẽ không phải nhắm mắt nữa, nhưng theo một quy luật chung, bạn sẽ cảm thấy biết ơn nhiều hơn khi bạn nhắm mắt. Thực ra thì như thế này các anh chị. Khi các anh chị mở mắt thì thường các anh chị nó sẽ bị nó sẽ bị loạn theo những cái cái xúc cảm cũng giống như cái việc mà chúng ta nhắm mắt nhưng mà chúng ta vẫn có thể ngửi thấy những cái mùi thơm những cái cơ quan những cái cơ quan mà um, như là khứu giác này thị giác này thính giác của các anh chị nó sẽ bị tác động bởi thế giới bên ngoài rất là nhiều đúng không ạ? Anh chị nghe, anh chị ngửi, anh chị nghe và anh chị nhìn, nó sẽ bị tác động bởi thế giới bên ngoài rất là nhiều. Vì vậy cho nên cách để chúng ta quay về bên trong và làm cho nó mạnh mẽ hơn thì cách duy nhất đó chính là các anh chị hạn chế cái việc là xúc tác. Dĩ nhiên là nó không phải lúc nào cũng như vậy nhưng mà chúng ta hãy cần có thời điểm như vậy để mình sẽ tập trung. ví dụ như tai thì mình không thể nói là tai ơi đừng nghe được hay là mũi nói là mũi ơi đừng ngửi được đúng không? muốn được ngửi thì phải bịt nó lại, à, muốn được nghe thì cũng phải bịt nó lại. vậy thì mắt muốn được nhìn cũng phải nhắm nó lại. <laughs> vậy thì à, tại sao tác giả cuốn sách lại nói rằng là để đạt được kết quả tốt nhất trong những lần đầu tiên thì các anh chị cần phải làm sao ạ? nhắm mắt lại đó rồi sau khi mà chúng ta thực hành nó quen rồi thì sau này chúng ta mới có thể mở mắt các anh chị ha chứ còn những lần đầu tiên chúng ta mở mắt thì thực sự nó sẽ không nhận được kết quả tốt nhất thế thì cái này nó cũng là một cái trạng thái như kiểu là các anh chị đang kích hoạt luôn xa trái tim ấy khi anh chị nhắm mắt lại thì anh chị sẽ dồn tất cả cái suy nghĩ của mình hay là một cách khác là trong tư thế thiền thì cũng không sai các anh chị ha nhưng mà thiền bình thường thì sẽ là thiền quán hơi thở là anh chị nhắm mắt và dồn toàn bộ hơi thở của mình dồn toàn bộ suy nghĩ của mình vào hơi thở ở ngay cánh mũi còn bây giờ chúng ta nhắm mắt và chúng ta sẽ dồn toàn bộ suy nghĩ của chúng ta vào trong ngay cái phần lồng ngực các anh chị vào ngay cái phần lồng ngực của mình có thể bên trong cũng được có thể bên ngoài cũng được nhưng hãy dồn tất cả vào trong lồng ngực của mình các anh chị ha khi anh chị dồn nó vào lồng ngực của mình thì anh chị sẽ bắt đầu cảm nhận được rằng là à tôi đang nghe thấy tôi đang cảm nhận được tim của tôi đang đập từng nhịp từng nhịp, từng nhịp đó, thì mình sẽ bắt đầu cảm nhận được cái nhịp tim của mình. Các anh chị nó vi diệu lắm, nó hay lắm. Nếu như anh chị nào mà chúng ta chưa có được cái sự cảm nhận sâu sắc, anh chị có thể lấy cái bàn tay phải của mình, đúng không ạ, đặt lên trái tim của mình, đặt lên trái tim của mình, nhắm mắt lại, lấy tay phải, đặt lên trái tim của mình và cảm nhận nó. ha, Cảm nhận à, mỗi một nhịp tim nó đập, thì anh chị hãy làm sao ạ, hãy biết ơn vì uh, sự vi diệu của tạo hóa của cơ thể bởi vì anh chị biết không cơ thể của chúng ta nó cũng được cấu tạo từ hai phần mà à, xét về tâm linh thì là cơ thể vật lý và linh hồn đúng không còn xét về khoa học thì là thế giới bên trong và thế giới bên ngoài thế giới bên ngoài là cái gì ạ là tay chân của chúng ta chúng ta có thể làm chủ được còn thế giới bên trong là tim gan phèo phổi chúng ta không thể làm chủ được anh chị bảo tim ơi đừng đập xem nó không nghe anh chị đâu bởi vì đó là thế giới bên trong và cái cái phần đó cơ thể của chúng ta hay là tâm linh hay là cơ thể vật lý thì tất cả mọi thứ nó chỉ được kết nối với nhau bởi một điều duy nhất thôi, đó chính là hơi thở. Linh hồn và cơ thể vật lý, linh hồn và thể xác cũng được kết nối với nhau bởi hơi thở. Thế giới bên ngoài và thế giới bên trong nó cũng được kết nối với nhau bởi hơi thở. Thì đây chính là lý do vì sao mà Phật giáo khi mà đưa vào thiền định các anh chị, đặc biệt là thiền định là minh sát của Đức Phật Thích Ca thì sẽ lựa chọn cái hơi thở, đó chính là gốc hơi thở là gốc cho nên là chỉ quán một thứ duy nhất đó chính là ngay cánh mũi của anh chị, cái cái sự thở hít vào và thở ra. Còn rất nhiều các bộ môn tu tập và thiền định khác thì họ sẽ hướng về cái việc là anh chị sẽ quán tâm của mình vào trong có thể là nghĩ đến Phật này, nghĩ đến quan âm hoặc là nghĩ đến cái gì đấy, đại loại là anh chị sẽ nghĩ đến cha, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cái gì đấy trong các bộ môn thiền khác nhau. À, tuy nhiên là thiền minh sát thiền của Đức Phật thích ca thì chỉ quán một thứ duy nhất thực tại thôi, đó chính là hơi thở. Bởi vì hơi thở là thứ duy nhất, các anh chị. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị hãy dùng chính hơi thở của mình, dùng tất cả hơi thở của mình, dùng tất cả suy nghĩ của mình để các anh chị dồn nó về luôn xa trái tim. Hãy lấy bàn tay của mình và đặt nó lên cái 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 lồng ngực của mình, các anh chị ha, đặt lên lồng ngực của mình. À, đây là điều có thể giúp tất cả các anh chị thành thạo cái ma thuật trái tim nhanh hơn, rõ ràng. Anh chị có thể, đây, bạn có thể đặt tay phải lên vùng quanh trái tim để giữ cho tâm mình tập trung khi bạn nói từ ma thuật cảm ơn. Hoặc bạn có thể tưởng tượng rằng từ ma thuật cảm ơn đang đi ra từ trái tim mình chứ không phải là từ tâm trí mình. Như là một phần của bài tập ma thuật hôm nay. Hãy lấy ra danh sách. Hãy lấy ra danh sách 10 điều ước và thực hành ma thuật trái tim cho mỗi điều ước. Hãy đọc thầm hay đọc to mỗi điều ước khi và khi bạn đọc đến uh, cuối mỗi điều, hãy nhắm mắt lại, tập trung vào quanh trái tim, giữ tâm bạn ở đó và nói từ ma thuật lần nữa cảm ơn một cách chậm rãi. Một lần nữa, bạn có thể sử dụng những mẹo kể trên nếu có ích cho bạn. Sau khi bạn đã hoàn tất ma thuật trái tim cho mỗi điều ước, bạn sẽ không những biết ơn sâu sắc hơn thông thường mà bạn còn có sự gia tăng kịch tính cho sự biết ơn cho những điều mình mong ước nhất. Bạn có thể tiếp tục thực hành ma thuật trái tim cho ước mơ thường xuyên nếu bạn muốn đẩy nhanh việc thực hiện chúng, hoặc bạn có thể sử dụng ma thuật trái tim bất cứ lúc nào bạn nói từ ma thuật, thậm chí chỉ cần bạn sử dụng ma thuật trái tim vài lần một ngày cũng một tác động cùng một tác động to lớn đến sự hạnh phúc và đến ma thuật trong cuộc sống của bạn. Một khi bạn thực hiện ma thuật trái tim nhiều lần, bạn sẽ cảm thấy một sự gia tăng khổng lồ trong chiều sâu của cảm xúc. Và với sự biết ơn, chính là tất cả những chiều sâu của cảm xúc. Bởi vì cảm xúc càng sâu sắc thì sự sung sướng bạn nhận được càng lớn. Dấu hiệu thể chất đầu tiên cho thấy bạn gia tăng chiều sâu của cảm xúc có thể là cảm xúc rộn ràng quanh trái tim hoặc là bạn cảm thấy một làn, làn sóng niềm vui xâm chiếm lấy cơ thể bạn. Mắt bạn có thể đẫm lệ hoặc bạn có thể nổi da gà nhưng không ngoại lệ, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận chiều sâu có cho sự an lạc và hạnh phúc mà bạn chưa bao giờ cảm nhận trước đó. Rồi, à, thì chúng ta sẽ cùng với nhau tổng lại những cái việc mà chúng ta làm ngày hôm nay. Số 1 là các anh chị phải cảm thấy mình thật hạnh phúc. Số 2 Nãy lập ra danh sách 10 điều trong cuộc sống mà anh chị cảm thấy biết ơn, viết ra lý do tại sao các anh chị cảm thấy biết ơn với mỗi điều như vậy. Đọc lại danh sách đọc nhầm hoặc đọc thành lời. Sau khi đọc xong một điều hãy nói từ nhiệm màu, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và hãy nhớ cảm nhận lòng biết ơn với điều hạnh phúc đấy. À, 19 ngày đi qua thì chúng ta biết là cảm ơn biết ơn với tất cả những cái điều khiến cho chúng ta hạnh phúc. Tuy nhiên là chúng ta đã thực hiện điều đó với cái tâm trí của mình đúng không ạ thường thì thường uh, chạy qua rồi lên Hường cảm nhận với nó với một cái trái tim chân thành và Hường bọn nói với tất cả tất cả các anh chị ấy, là anh chị phải cảm nhận tuy nhiên là nếu như mình chỉ cảm nhận bằng ý thức các anh chị thì nó chỉ là gì ạ nó chỉ là phần bên ngoài thôi ngày hôm nay chúng ta hãy cùng với nhau thực hành tất cả những cái điều này bằng cảm xúc của trái tim các anh chị ha uh, số uh, 2 đó chính là các anh chị hãy tập trung vào tâm trí và sự chú ý của tất cả các anh chị vào khu vực gần trái tim của mình. Nhắm mắt lại, tiếp tục tập trung đầu óc vào trái tim, sau đó nói từ nhiệm màu trong tâm trí là cảm ơn. Hãy nhớ là hãy thời gian đầu anh chị hãy lấy cái bàn tay phải của mình, anh chị đặt lên trái tim của mình và hãy cảm nhận từng nhịp đập của trái tim của chúng ta. Suy nghĩ và bàn tay cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Các anh chị ha. Rồi. Lấy danh sách 10 điều mong muốn ra và thực hiện phép màu của trái tim bằng cách đọc mỗi điều, nhắm mắt lại và tập trung vào tâm trí và khu vực trái tim mà nói thật chậm rãi. À, từ cảm ơn một lần nữa. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ cảm ơn với những điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta trong ngày hôm nay. Và biết ơn anh chị rất là nhiều cho cái chương trình vô cùng tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là quỹ thời gian chúng ta sẽ dùng để thực hành lòng biết ơn các anh chị ha hãy nếu như có thời gian các anh chị hãy biết ơn hết tất cả những cái điều mà chúng ta đã học trong 19 ngày qua bằng cảm xúc luôn xa trái tim của chúng ta các anh chị ạ. Bởi vì khi anh chị biết ơn càng nhiều thì đó sẽ anh chị sẽ cảm nhận được thật nhiều những sự hạnh phúc từ sâu thẳm trái tim của mình các anh chị ha. Và xin mời tất cả các anh chị thực hành bài tập buổi sáng ngày hôm nay ạ.